Những chiếc xe máy loang lổ sơn đỏ này được ghi nhận sau vụ tạt sơn tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tối 21 tháng 8 năm 2022, một nhóm người tới quán cà phê này uống nước thì nghe thấy tiếng la ó ở bên ngoài quán. Họ tính tiền và đi ra thì thấy nhiều xe máy dựng bên ngoài quán bị dính sơn. Lúc này, nhân viên của quán cho biết có nhóm người chạy xe ngang qua tạt sơn vào quán. Do vụ việc xảy ra quá nhanh nên không nhìn rõ mặt và biển số xe của người tạt sơn. Liên quan đến vụ việc này, nhiều người quan tâm đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những khách hàng có xe hư hại do bị tạt sơn. Luật sư Nguyễn Thái Hưng thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết những tình huống pháp lý liên quan đến vụ việc căn cứ vào khoản 2, điều 556 Bộ luật dân sự năm 2015. Trong trường hợp này, nếu như khách hàng tới quán cà phê uống cà phê và hai bên có giao dịch thỏa thuận với nhau là giữ và có người trông coi tài sản thì chủ quán cà phê có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người đến uống quán cà phê. Cái tiền bồi thường thiệt hại thì có thể là hai bên tự thỏa thuận. Nếu như hai bên không thỏa thuận được thì nhờ một đơn vị giám định tài sản để đền bù thiệt hại. Trong trường hợp mà chủ quán không chịu đền bù thiệt hại cho khách hàng thì khách hàng có thể làm đơn yêu cầu khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền. Thời gian gần đây, nhiều vụ việc tạt sơn và chất bẩn xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gây hoang mang cho nạn nhân và còn ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Theo luật sư Nguyễn Thái Hưng, thì luật hiện hành đã có những quy định về khung hình phạt đối với các hành vi này. Theo quan điểm của tôi, nhìn qua báo chí cũng như các video đã qua hình ảnh mạng thì tôi thấy rằng tài sản bị thiệt hại tầm từ 2 triệu đến 20 triệu đồng thì nó sẽ bị nằm trong khoản 1 điều 178 tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Theo luật sư Nguyễn Thái Hưng, trường hợp làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì khung hình phạt là bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu gây thiệt hại về tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì khung hình phạt là bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.